Bây giờ chúng ta đến với cái kèo Captain Rap. Online đã có cho mình Riki, Lina, Stormtroopers và cả Senking. Trong đó họ đã có Clock, một cái lab đẹp không kém gì community pick cả. Không kém gì pick ở CM. Trong cái đó bên phía Fnatic đã có cho mình Zakiro, Luna, Doom và cả Puck. Đẹp đứng hỏi luôn, nhảy thì đánh cái gì. Nhảy thì đẳng cấp của ai hơn thì người đó ăn thôi. Họ đều có lab đẹp cả. Bây giờ thì slot cuối cùng của team Fnatic là gì? Quỳnh Độc Tâm. Bao giờ combat đến từ phía của hai team. Prepare for battle. Nhưng mà cũng có con 30 seconds to battle. Nhưng mà cũng có con kiểu Riki cho Loda. Không sao cả, khi mà Loda có Riki anh có thể thoải mái farm. Nhưng mà hôm nay thì không có IO cho Loda đâu. Chỉ có Riki thôi. Bay nhiệt thôi. Đây là Captain Rap. Không phải là CM bình thường đâu. Đây là Captain Rap nha. Và nó khá là thốn khi mà bên phía của Fnatic có cả Puck. Tuy rằng nhìn nó là Captain Rap thôi nhưng mà cái chất lượng của game nó vẫn rất hay. Khi mà Fnatic có cho mình được Honey cầm Puck. Bên phía của Allen thì lại có Stormtroopers được cầm bởi S4. Trong khi đó đây có Lina của Aki. Senking được cầm bởi EZM và Riki được cầm bởi Loda. Ở bên phía của Fnatic có Trixie cầm Doom, Fly cầm con rồng, Era cầm Luna và Noteu thì cầm Wind Doctor. Một carry cực kỳ tốt cho Era khi mà anh ấy thường xuyên cầm Luna rồi. Bây giờ thì đua mid bên phía team Lion, Aki bảo kê cho S4 ở mid. Còn S4 khá khó chịu khi gặp Puck ở mid thì anh ấy đã được bảo kê bởi còn Lina. Còn Zakiro của bên phía team Fnatic cũng đang di chuyển lên trên top. Ông đi được chip diamond ở trên top bên phía của Lion rồi. Aki đã chuyển lên trên top. Trong khi đó thì ở đây, ở mid đây họ đang roam gank S4, stun S4 rồi. Trong khi đó Puck lao lên, cần bắn Irizorihop. Irizorihop một pha băng trượt từ phía của Zakiro nhưng mà Noteu. Suýt thì Noteu chết ngược, Honey cần quyết đoán hơn khi bắn cái Irizor sớm và tiếp tục đam tay vào con Storm Spirit. Còn Fly thì băng trượt, tí thì anh đã giết chết đồng đội của chính mình. Thì tiếp tục ra đây từ phía của Noteu. Ông giết luôn S4. Rất hổ báo bên phía Fnatic, S4 again. Thêm bạn một bắn nữa, S4 giết chết Noteu nhưng mà S4 cũng có phải lên bảng thôi, thêm một mạng cho Puck.
2-0 cho Honey. Trong đó thì S4 chết 2 mạng mid mà anh vẫn giết một mạng support. Ở trên top thì Focus vào Chixi. Lona đánh cực kỳ đau vào lưng của Chixi. Chixi không có đam. Chixi không có khả năng phản kháng lại khi mà anh phải đối đầu với cả 3 hero. Trong khi đó thì Notero thao lên trên top khi mà anh ấy chết. Nói chết xong ra thao lên top luôn, bảo kê cho Chixi. Doom rất khỏe với 1 giam cộng 5 đến từ phía của con Winwing. Ăn xong nó anh đó nhận aura của con Winwing. Và Doom khả năng tanh cực kỳ tốt với cả cái lượng giáp được cộng này. Doom có lượng máu trâu và Doom chỉ thọt giáp ở những level đầu thôi, nhưng mà anh được aura từ phía con Winwing, nó bù đắp rất nhiều cho Doom. Lona thì đánh Doom kiểu một đốt với nóc. Nếu như đứng đằng trước thì Doom cực kỳ khỏe so với cả Riki. Còn nếu đứng sau thì Riki chọc con mông của Doom cũng đau không kém. Còn đây Fly có cả băng. Zakiro của Fly cần tỉnh táo một chút. Fly cần skill chuẩn xác. Honey đang cố gắng harass thêm S4. Skill đích được S4 rồi. Tiếp tục là mạng cho đến phía của Fnatic. Một pha né stun chuẩn từ phía của Honey, nhưng mà Aki giết chết được Honey rồi. Giết ngược. Pha counter gank rất tốt từ phía của Aki. S4 thì không chết. May mắn cho Fly là S4 đã còn yếu máu, anh không thể hổ báo giết Fly nữa. Sau đó stun được Loda. Body block từ phía của Doom. Lucian Beam từ phía Luna và bây giờ thì băng lên. Có lẽ Riki sẽ chết. Thêm mạng bên phía của Fnatic đang gánh cực kỳ hay. Nó dẫn kèo. The Boss thì Bulldog cầm Clock và anh ấy miệt mài farm. Còn hai support bên phía của Allen thì đang The Boss và họ đang bỏ Loda. Bây giờ Loda để thao xuống The Boss rồi. Liên tục những màn đổi lên từ bên phía hai team. Luna lên trên top và Riki thì xuống bot. Doom cũng đã diễn từ bot. Tiếp tục di chuyển đây, họ có Puck ở đây. Aki và không stun hay đã dừng lại. Ông Ira cần cho mình cái lên để farm free và anh ấy cần lên đồ cực kỳ nhanh. Nếu anh không muốn bị hấp diêm từ phía của con Storm Spirit và cả phía của Lock nữa. Cái combo bởi của phía Alan cực kỳ mạnh nếu như mà Ira không có cái BKB. Ông Riki bay vào Blink vào phủ khói, sau đó thì Sun King chỉ việc Blink vào sau đó dập ulti thôi, rất là kỳ khỏe. Mà bây giờ thì skill từ phía Riki nó không bị hiện ra ulti. Nó không mất ulti. Lora sẽ có lợi hơn rất nhiều khi cho combat. Và với cái combo của Erlen, có lẽ Luna của Era còn chưa kịp làm gì, anh ấy đã chết cách thảm hại rồi. Storm Spirit chỉ bay vào kéo skill 2 thôi. Aki combo tất cả skill vào đầu của Luna, Luna lên bảng điểm số. Quá nhiều rút cơ bên phía của Erlen. Trong khi đó thì Fnatic không hề kém với Zakiro, với Witch Doctor và với cả Luna. Họ còn có cả Puck và cả Doom. Hai bên đều có những bộ combo cực kỳ kinh khủng, chúng ta hãy xem hai combat tốt hơn thôi. Bên phía của Fnatic thì có mở combat chính là con Puck. Và bên phía của Erlen thì có mở combat. Quá nhiều hero để mở combat. Họ có con Storm Spirit, họ có con Sand King, họ có con Clock. Và thậm chí cả Riki của Loda cũng có thể mở combat. Nhưng mà mở combat với cả Riki thì nó hơi mạo hiểm. Chixi có Doom. Chị đã giơ tay lên Doom mặt của EZM nhưng mà không thành công. EZM đã dùng cái skill invi của mình né. Cái animation của Doom khá là tệ khi anh phải giơ tay lên để mới bung tay lên để mới ra Doom. Delay khoảng 1 giây. EZM thì rất tỉnh táo với anh tay. Thì đối đầu với Sand King thì Doom lên Doom cần cho mình cái stun của con Centaur và anh cần cho mình cái Blink nữa. Focus vào Honey. S4 có cái D-Dam. Storm Spirit thì level 6, Storm Spirit sẽ mạnh hơn so với con Puck khá là nhiều khi mà Storm cứ động hơn với level 6. Còn Honey thì vẫn phải miệt mài farm lên cho mình cái Blink để mình có thể đánh nhau với cả Storm tốt được. Witch Doctor của Notel đang ở đây. Ở màn đêm buông xuống thì cái fog nó rất là sâu. Bây giờ chỉ con sông có cái tầm nhìn thôi, trong khi đó ở trên thì mù tịt. Notel tiếp tục di chuyển, anh ấy đang di ra đây để có thể đi lên trên top. Doom đang đứng ở trong này, anh có Doom. Doom có thể solo kill được một hero bên dưới bot. Bên phía của team Lion điển hình là con Sand King. Sand King đứng rất xa như này. Một Doom của vào đầu Riki và Riki có thể lên bảng solo kill từ phía Chixi. Trong khi đó thì Aki đang đứng trong này.
Widowter đã phát hiện ra từ bên phía lên khi họ có cái quad ở đây. Và team của Fnatic cũng có quad ở đây. Hook shot vào đầu của Noteo. Noteo lên bảng điểm số quá nhanh. Trong cái đó thì Park xuất hiện. Một pha silent và hero drop chuyển sang vào đầu của Bulldog. Bulldog cực kỳ khỏe. Rimcoin được hai hero. Era ulti ra. Lusum Beam. Ulti Lusum Beam vào đầu của ai đây. Trong đó Storm xuất hiện. Và stun được 3 hero bên phía của team Fnatic vào. Rakio lên bảng điểm số. Era là người lên bảng tiếp theo. Era, Lina của Aki double kill. Trong đó Park và Honey đang cố gắng đuổi theo Aki. Anh cần thêm nhiều mana hơn để dùng skill. Nhưng mà rất tiếc cho Aki là anh không thể đủ mana để dùng thêm một skill nào cả. Cũng như là cái Izorio của con Park đang cooldown. Rodan đã xịt ở trên top, anh đã có giây cheat. Khả năng nhau của Ricky có giây cheat khá là tốt. Với level 6 nữa, một pha stun từ phía của Noteo. Phủ khói và chạy. Có cái ward ở đây. Đáng lẽ ra thì Noteo nên bình tĩnh một chút để chờ Fly. Fly sắp xuống rồi. Clock của Bulldog tiếp tục xuất hiện ở trên top. Liên tục nhưng mà đánh nhau đến từ phía hai team. 8 phút và có 10 mạng. Lợi thế không quá nghiêng về ai cả. Nhưng mà Fnatic đang có một chút lợi thế ở cái lưới đánh nhau này. Khi mà Era cầm Luna và anh ấy farm khá là tốt so với cả Ricky. Park của Park của Honey đang đứng đầu bảng xếp hạng khi anh ấy giết được nhiều mạng. Và anh ấy đang sắp có cho mình cái Blink rồi. Với cái Blink thì Park có thể mở cái ban bên phía của Fnatic. Với cả cái Dream Coin thì Widowter có thể thoải mái cắm cọc ra. Trong cái đó thì một pha stun không thành công từ phía của Fly. Fly lên bảng điểm số. Một pha Luna Blade giết chết được con Widowter. Hai mạng bên phía của Lion. Quá nhiều combo. Trixie phi lên. Doom tạo đầu của ai đây. Một pha Doom không thành công. EZM tiếp tục là không thành công. Doom và hệ hero con sen king của EZM. EZM rất nhanh tay. Và Clock cũng vậy. Dùng cái cock rất kịp thời. Doom đã có cho mình con sen tàu để có thể stun được con sen king khi mà nó invi. Trong đó ở mid thì S4 solo kill được Park. Erlen đang giành lại lợi thế của mình. Lượng gold và XP đang dần dần quay về phía của Erlen rồi. Trong đó Loda anh cần farm về carry thì Loda không thể bằng so với cả con Luna của Era được đến lên game. Ricky farm khá là dễ với khả năng light hit từ skill 3 đơn giản. Ricky Loda đang có net gold đứng đầu. Hoàn tuyệt vời khi mà Luna với cả Park vừa chết. S4 tiếp tục ở đây. Anh đã có giày cheat và cái bottle. Trong cái đó thì Park Wani anh đang giữ tiền lên cho mình cái Berlin. Fly cần bắn cái băng chuẩn hơn một chút. Smoke bên phía của team Lion. Họ đang cố gắng focus vào Era. Era rất tỉnh táo, anh đi về. Một pha hút shot trượt từ phía của Bulldog. Trixie ở dưới bot thì anh đang cố gắng farm thêm cho mình. Mình nghĩ bây giờ Trixie cần cho mình cái Blink. Blink vào và stun line Urbos. Line Centaur. Trixie sẽ là người mở con ban tiếp theo và anh còn đang tank khá là tốt. Lên một chút giáp để đền bù vào cho Doom. Anh ấy có thể tank cực kỳ tốt với các hero bên phía của team Lion. Blink vào, Doom thẳng vào đầu của ai đó. Storm Spirit chẳng hạn. Hay là Sen King. Mình nghĩ là Sen King sẽ tốt khi mà Storm Spirit rất khó. Focus và Honey bị smoke rồi. Tôi xong Honey lên bảng điểm số. Kéo rất khó cho Park khi mà Loda diễn ở vòng ra đằng sau. Để smoke. Đoạn solo 25% và vị Silent. Lina ở trên top giết chết The Witch Doctor. Lion đang chơi hơn kèo. Clock của Bulldog đang có hiện tượng lên thẳng cho mình gậy xanh. Còn bây giờ thì ở mid S4 đang focus vào trụ rất đau. Loda tiếp tục di chuyển dưới bot để farm tiếp. Anh lên cho mình off Venom để có thể tăng khả năng slow ở trong smoke. EZM đã có level 6 và anh đã có 1 ca tiền. Nó liệu rằng Sen King của EZM có lên thẳng cho mình cái Blink hay anh lên cho mình cái giấy mana. Trong khi đó thì Noteo đang diễn ra trên focus vào Trixie. Một pha băng rồi. Trixie đun vào đầu của S4. Nhưng mà bây giờ thì đuổi S4 rất khó khi mà EZM phi ra thí mạng. EZM đang cố gắng phi ra thí mạng để cứu được S4. Doom vẫn đang đuổi theo S4. Bây giờ thì S4 không thể chạy được rồi. Và giết chết cả EZM. EZM stun được hero bên phía của Fnatic để cứu S4 nhưng mà không thành công. Và EZM cũng chết theo luôn. Hai mạng bên phía Fnatic.
Và Era đang cố gắng lên cho mình cái BKB. Era phải lên thẳng BKB nếu anh không muốn chết ngay trong combat. Với cái combo của Lina, với cái combo Sun King và cả Storm Spirit, thậm chí là thêm cả Clock sẽ focus tất cả đầu của Fly. À và Era nó băng được Aki. Aki lay vào đét vào đầu của Aki. Aki lên bản điểm số, trong đó thì EZM giết chết được một pha blink, giết chết được Fly luôn. Một pha blink của Loda và chém thẳng sau lưng. Đây là trong con mông. Có thêm stun không? EZM không có gì mana và anh đang thọt focus vào đầu Loda. Một pha ulti cover ngược lại. Một pha ulti combat ngược lại từ bên phía Fnatic cực kỳ hay. Khi mà họ cắm Sentry ở đây, Loda đi chuyển vào cái side Sentry và anh ấy lên bản điểm số. Pha hồi báo từ phía Loda. Sân nhà của anh đã hết khi anh di chuyển qua sông bên phía Fnatic. Radiant's top tower is under attack. Mắc action từ phía của hai bên khi mà mới có 13 phút và nó tới 20 mạng rồi. Nhìn cái network một chút thì Fnatic đang dẫn hơn so với cả team của lại khá là nhiều. Lưỡi ping nghiêng về phía của team Fnatic rồi. Và lượng gold thì nghiêng về phía Fnatic 2k gold cho game Fnatic. Cứ như thế này thì Era sẽ cực kỳ xanh. Và nếu như Era có BKB sớm, Era sẽ cân được team bên phía của Lion. Và cái ulti của Era cực kỳ khỏe. Và Lion là một trong những team khá là yếu máu với cái lab yếu máu. Và Lion là một trong những cái team bây giờ đang có yếu lab yếu máu. Còn Fnatic cũng vậy, nhưng mà họ có Doom. Còn bên phía Lion có Clock. Nhưng mà Clock và Doom không thể tanh quá nhiều bên phía của hai bên cả. Và tự nhiên là con Luna sẽ ulti ra và hit sẽ là những vào có những con support và cả con Storm Spirit nữa. Một hạ băng không thành công. Trong khi đó Clock đang ở đây rồi. Clock có hết đều, anh đang chạy rất điên đây. Aki cũng đang diễn đây rồi. Focus và EZM bị Doom. Tôi xong rồi. S4 đang cố gắng body block. Nhưng bây giờ thì S4 lên bảng điểm số tiếp tục luôn. S4 bây giờ một phát chém của Doom rất đau. S4 bay đây, bay xuống. Doom bây giờ đã có gậy fork, nhưng mà anh không lựa chọn cho mình cái blink mà anh lên gậy fork. Item có lẽ đáng giá hơn cho Trixie để anh ấy tăng một lượng mana khá là ổn định. Anh có một lượng mana ổn định để dùng skill hơn là lên cái blink cho mình. Tuy rằng blink bây giờ nó không tốn mana, nhưng mà gậy fork vẫn là lựa chọn cho Trixie. Loda đã xuất hiện đây. Loda bây giờ quá khó để giết chết Doom solo. Loda cần cho mình cái defuse mới có thể giết chết được Doom. Nhưng mà mình nghĩ Loda sẽ lựa chọn cho mình cái Yasha trước là cái defuse sau. Bây giờ bên phía Fnatic đang cố gắng P trụ top. Có rất nhiều hero bên phía phải ở Lion. Quay lại combat. Storm Spirit không dám nào lên tiếp cả. Một pha cock dẹp vào đầu của Fly. Nhưng mà stun từ phía của Witch Doctor. Witch Doctor không thể cắm cọc được Luna Blade vào đầu của Witch Doctor. Lên bảng điểm số. EZM focus vào Fly. Team của Fnatic đi về rồi. Bulldog Body Block giết chết được Fly rồi. Thêm một hai mạng bên phía của Fnatic. Ở đây thì Buck cũng bị focus và Buck lên bảng điểm số. Nhưng mà Sun King cũng lên. Lên rồi nhưng mà lên bảng điểm số từ phía của hai bên. Fnatic mất 3 hero nhưng mà Era không chết. Trong cái đó Doom cũng vậy và anh đang miệt mài farm với bot và P trụ. Hai con carry bên phía của team Fnatic đang mạnh dần đều. Trong cái đó thì carry bên phía của Lion đang không được khỏe khoắn cho lắm. Khi mà Loda bây giờ mới chỉ có Yasha thôi. Yasha chưa đủ cho Riki. 100 dam mà Riki cộng thêm 1.25 cái Agi khi mà đánh rất là khỏe. Cộng thêm khá là nhiều dam. Dire's top tower is under attack. Một K6 tiền cho Trixie. Anh có lên cho mình cái Mekan không? Team của Fnatic vẫn chưa có Mekan. Doom có lên Mekan cho mình. Mình nghĩ cái Mekan sẽ cực kỳ hợp lý với cả Doom để cứu đồng đội. Thì anh lên gậy fog để cứu đồng đội rồi. Thì anh có thể lên thẳng Mekan tiếp để có thể cứu qua con đồng đội tốt hơn. Có đủ mana từ phía của Doom, anh không thể giết chết được Storm Spirit. Cũng như là backup từ phía của Aki rồi. Trong khi đó dưới bot, họ đã cố gắng bắt Riki của Loda. Honey ở đây, anh chưa có blink rất đen cho Honey. Honey cần cho mình cái blink. Và team của Fnatic đang cố gắng P dưới trụ bot để có thể cho Honey cái blink chăng. Deny trụ trên top thì S4 deny trụ top. Còn dưới bot thì Fnatic deny trụ bot. Hòa trụ. 21 tiền cho Trixie. Mekan đi anh. Bên phía ở lần combat rất mạnh. Phải có Mekan và Pai bên phía Fnatic. Hoặc là lên tất cả BKB. Ở Notel thì anh không có thêm nhiều đồ lắm. Anh đang rất nghèo. Support bên phía phần đất kia đang rất nghèo.
Sun King em mua có 6 tiền, EGM sẽ để tiền lên thẳng cho mình cái Blink. Với cái Blink thì EGM sẽ combat tốt hơn và anh có thể mở combat cũng như ganh và đuổi bắt dễ dàng. Cơ bản là lên cái sai lên cái Blink thì Sun King cũng khó chết hơn rất nhiều. S4 đang quăng lên cho mình cái Orchid. Với Orchid thì Storm chắc chắn đã đè bẹp con pack của Honey rồi. Honey bây giờ đã có cho mình được cái Blink. Như vậy thì có lẽ team của Fnatic sẽ đép top và họ sẽ chuyển support để có thể bê cái trụ support này. Doom bây giờ cũng đã có thêm đồ 2k4 tiền cho Doom. Mua hai cái thao. Và anh không mua thêm đồ. Storm đã phải bay thẳng đi, họ đép trên top. Và deny. Thêm một trụ bị này bên phía của Fnatic. Cái lượng gold nó nghiêng về phía Fnatic nhưng mà lượng XP thì nghiêng về phía của Team Lion rồi. S4 nhìn thấy Trixie nhưng mà Trixie lại không nhìn thấy S4. S4 không được nhìn thấy từ phía Fnatic nhưng mà S4 đã nhìn thấy Team Fnatic. Vừa cái skill 1 của Storm Spirit đẻ ra cái bóng mà nó có thể tăng thêm cái lượng size của Storm Spirit lên. Nó như kiểu bóng đèn vậy. Poker Luna đúp. Rất kinh khủng từ bên phía Fnatic. Cái quad Senchi ở đây. Và Luna chỉ được chớm mấm cái đi qua cái Senchi mà thôi. Trong khi đó thì giết chết Quick Doctor nhưng mà đổi mạng của Luna. Và Trixie bây giờ đang phải chạy rất khó để Poker Trixie bây giờ. Trixie vẫn còn Fog. Fast stun không thành công từ phía của Aki. Fog đi từ phía của Trixie. Luna thì việc chớm qua cái map này thôi mà đã bị đớt lên và đúm thẳng đầu rồi. Rất khủng khiếp từ bên phía Fnatic. Họ Poker giết chết Luna luôn nhưng mà team của Lan không thể cứu kịp Luna được. Focus vào hero duy nhất bên phía của Fnatic có thể là lên được carry. Và carry đối đầu với cả ERA. Bây giờ thì ERA đã sắp có cho mình cái BKB rồi. BKB cho Luna của ERA. Và anh ấy đang đứng nghi vào xếp hạng network. Trong đó Doom của Trixie đang đứng đầu vào xếp hạng. Và Doom của Trixie lên thẳng cho mình cái van. Tăng khả năng tanh đến từ phía của Trixie. Không cần Mekan. Clock của Bulldog thì farm kinh nhiệt và anh ấy đã có cho mình được cái gậy xanh. Anh là người farm nhất bảng phía của team Allen. Và nhìn thấy có một chút thì Allen đang thọt hơn so với cả team của Fnatic về cái vấn đề Core Hero. 3 Core Hero bên phía của Fnatic đang xanh hơn 3 Core Hero bên phía của Allen rất nhiều. Support bên phía của Allen lại xanh hơn support bên phía của team Fnatic. Các bạn là support bên phía Allen đã ăn nhiều mạng hơn. Smoke gank bên phía của Fnatic, họ đã có cái BKB đến từ phía của ERA. Có Androsa này là smoke gank. Smoke gank và S4 một pha invi một pha silent được S4. S4 lên mảng quá nhanh. Storm Spirit rất yếu khi mà bị bắt silent. Khi đã mất smoke, Honey blink thẳng lên trên này để silent luôn S4. Cảm giác rất kinh dị khi mà bên phía của Fnatic không hề có sai ở trên này. Honey blink hoàn toàn theo cảm tính. Double damage. Hai bên này đánh rất cân. Hôm nay mà lên thua thì có rất nhiều boy ra đây. À, đây mới chỉ là game 1 của bò 3 mà thôi. Nó còn rất nhiều kèo hay đằng sau. Chúng ta cần những cái giải đấu như này. Về sau mà có team nào lập ra cái giải mà old random thì cũng vui. AR. Giải AR thì cũng vui. Đây mới chỉ là Captain Rap thôi. Nó không kinh khủng như AR. Lập ra AR chắc kinh khủng hơn nữa. Nó còn for fun hơn nữa rất nhiều. AR chưa đủ. AR thì mới chỉ mắc action thôi. Cả team đều có một layup, hai team đều có layup đánh nhau cực kỳ tốt. Họ đang cố gắng đánh nhau càng nhiều hơn tốt. Thiếu máu cho Luna.
Bây giờ thì Ricky focus vào Era, một pha stun hero bên phía của team Fnatic được focus ra từ phía của Honey, trong đó Era BKB lên kịp có bắt lại. Luna lên bản điểm số và cả Bulldog cũng lên bản điểm số. Không focus chết được Era, một pha focus ra rất đẹp từ bên phía của Doom. Doom đã lựa chọn hero để focus ra, đó chính là con Puck của Honey. Và Fox Puck ra, Puck dùng skill silent được và cả Dream Coin. Rất hay từ phía của team Fnatic, Doom lên gậy Fox. Và anh ấy Fox thẳng con Puck của Honey ra để né được cái stun của Aki. Và con bác ngược lại bên phía của team Fnatic. Mark Action cho các bác. Còn một pha tính toán rất kỹ bên phía của Lane rồi, nhưng mà họ vẫn sấp hết khi mà họ đang bị nép đồ ở Core Hero. F4 đang cố gắng chạy cối trên này, anh đang cố gắng nhặt Roshan, anh đã có cho mình bắn nhầm rồi. Izem lao vào ulti từ bên phía của Lion, nhưng mà Trixie quá khỏe với cái fan. Bây chúng ta đã có một món gọi là Roshan has fallen to the dire. Focus và Aki, Doom mắc khỏe. Aki Luna Blade giết chết được còn Luna. Trong khi đó thì S4 đang giúp trên này, S4 có 200 mana, bị săn rồi, dùng skill từ bên phía Fnatic. Tôi xong rồi, chạy đi đâu. Không kịp dùng skill từ bên phía Fnatic. Trong khi đó Trixie đang bị focus từ bên phía của Luna và đồng bọn. Stun, bật cái sao lên, không bật kịp. Anh đã bật kịp nhưng mà anh vẫn chết thôi. Quay đàn từ phía Patria sau với cả cái con Ricky Luna đánh rất là đau. Còn Ricky Luna đang cố gắng lên cho mình cái BKB nên anh không bị chết chắc thẳng cho bạn. Bởi cái ulti của Era thì anh phải lên BKB thôi. Quá nhiều combat và quá nhiều vụ đánh nhau ở đây. 24 phút mà đã có tới 47 mạng. Quá nhiều. 24 phút 47 mạng. Công suất. Quá công suất từ bên phía của team Lion. S4. Honey của Puck, Honey cầm Puck nhưng mà anh không có đủ cái rank để blink để silence được S4. Bên phía Fnatic đang cố gắng p trụ top hay chăng? Hay họ chỉ có mục đích đẹp thôi? Ba bảy không phải 47. Mày ngủ hơi ít để mình hơi ngáo. Era thì lên cái hút máu mô tô anh có thể tăng cường khả năng farm rừng của mình. Trong cái đó smoke bên phía Fnatic, họ sẽ cố gắng focus vào hero bên trên top này. Khi mà họ đã có quát đây, họ đã phát hiện được ra hero ở đây. Họ đã phát hiện ra S4 cùng với cả Zen King đang đứng đây rồi. Đã mất smoke rồi, focus thẳng vào Zen King luôn. Farm blink cực kỳ kinh khủng từ Puck của Honey. Tất cả chỉ do cảm tính của Honey thôi. Trong cái đó thì Izem đang cố gắng chạy nhưng mà không thành công. S4 đang ở trên này. Trong cái đó Luna và đồng bọn đang p trụ. Bên phía của team Malen đang có khả năng p trụ cực kỳ yếu ớt. Thế nên là bên phía Fnatic không ngại ngần bên phía của Lane p trụ cả Doom vào đầu của Aki. Bulldog đang cố gắng cản để cho Aki chạy. Trong khi đó thì Trixie một pha stun. Stun được Bulldog rồi, Bulldog đẻ cái bóng ra. Thêm cái stun nữa, rất đen được Bulldog khi mà anh đẻ cái Illusion ra. Và anh tiếp tục thêm một cái stun. Và Aki lên bản điểm số rồi. Ai deny được Aki đây. Vừa đủ. Double kill cho Doom. Pha xử lý hơi đen từ phía của Glock khi mà anh đẻ cái Illusion ra và anh nhận thêm một cái stun từ phía của con Quick Doctor. Focus vào S4, tôi xong rồi, thêm mạng phía của Lion. S4 again. S4 fit. S4 đang là người fit nhiều nhất bên phía của Lion với 6 mạng. Một cái full fact. Bây giờ từ lần nào bị dẫn bên phía Fnatic tới 5.000 gold và 5k XP. Khoảng khoảng.
Era thì đang có cho mình cái Yasa. Honey lên BKB. Tất cả team Fnatic đang cố gắng lên BKB nhiều nhất có thể. Bây giờ đến cả Park cũng lên cái BKB luôn. Bởi vì bên phía của team Black nó quá nhiều cái skill AOE với cái stun của Clock, với cái hook shot của Clock và với cả cái Cork nó rất khó chịu. Trong khi đó thì Aki cũng dùng rất nhiều stun của mình và cả gây đam mạnh. Dora thì có smoke và S4 thì có cả Orchid và có rất nhiều cái skill khác để focus được vào Park. Bây giờ thì Riki của Dora có cái BKB và Park của Honey cũng có BKB. Karosan sắp ra lại rồi, Fnatic đang kéo dài thời gian cho Luna có thể farm thêm nhiều hơn. Bởi vì ở late game thì Luna có thể cân được cả Riki và cả con Stormtrooper luôn. Và bây giờ thì ERA đang có rất nhiều tiền và xanh hơn bên phía Odin khá là nhiều. Dire's top tower is under attack. Đó, bây giờ đã 28 phút rồi, sắp nhích ra phút thứ 29. Bây giờ Trixie ở đây, Luna. Trixie bây giờ đã thêm cho mình cái Siva và anh cần thêm cả cái gem luôn. Bây giờ Trixie lao lên, Huken cản him. Focus và Trixie bật Siva lên, quay ngược lại. Trixie vẫn chưa chết, Luna bullet và Trixie lên bản điểm số hơi ảo tưởng sức mạnh từ phía Trixie. Bây giờ trả giá thôi, trong cái đó Park của Andy quay đầu. Fly focus từ phía của Loda và Era không ulti ra. Era cancel ulti và Era vẫn chưa bật BKB lên. Và Loda đã mất BKB rồi. Phát vừa rồi mà Honey có cái gem chắc chắn là Riki đã chết. Nếu có gem thì đã khác. Trong khi đó thì Era BKB lên từ phía Era, ulti từ phía của Era. Pha combat hơi fail, hơi fail đến phía của Len rồi. Mắc fail luôn chứ không phải fail. Họ không hề nghĩ rằng Era còn cái BKB chắc. Cái đó quá đơn giản. Cái đấy là một điều tính toán rất đơn giản. Khi mà Era chưa bật BKB, họ dám lao vào combat khi mà Era vẫn còn BKB. Và Era còn chưa thèm bật cho mình cái Manta ra để đánh cho combat cơ. Với ulti của con Luna ở level 16 nó quá khủng khiếp. Bên phía của Len đã mất cái BKB từ phía của Riki rồi. Họ nghĩ rằng họ có thể đánh nhau với Luna khi mà Luna có BKB và cả cái ulti. Trong khi đó thì Noteu cũng vậy và cả Honey thì cũng không kém với Long Trọng. Radiant must summon the spirit to defend. Đó là lý do mà mình với thằng bạn ngu đã theo kèo Fnatic. Bởi vì cái dọn hero bên phía ở đây khá là khó khi mà đánh cái đánh Captain Rap. Cái đồ rộng hero của lần khá là thì đa. Và họ thường thiên về push trụ hơn là thiên về đánh nhau và ganh lại. Đánh nhau combat ganh các kiểu. Erlen đang quá thiên về push trụ, bây giờ thì họ đang thọt hơn cho combat bên phía của Fnatic. Tuy rằng combat của Erlen không hề thua kém Fnatic, nhưng mà họ đang nhiều pha xử lý rất cực kỳ fail. Họ đã quá liều mạng. Bao giờ thì họ tiếp tục đi về tốt hơn khi ăn được mạng của con Doom rồi. Rất tham lam bên phía của Erlen. Rất chia buồn cho fan của Erlen khi mà Erlen đang đứng trước cái thảm cảnh thua game 1. Ông này thì mình chả bet cho ai cả, nhưng mà thằng bạn ngu mình nhìn nó bet cho thằng Fnatic thì phải. Silent Honey, nhưng Honey bật BKB hơi lỗi rồi. S4 quá nhiều mana, Honey không thể đuổi được. Một pha bật BKB hơi Sida từ phía Honey, anh mất 1 giây BKB. Đừng bảo pha bowling ảo. Và bowling đi anh, sao anh không bowling? Honey có bowling nhưng mà có ward đây, Honey không bowling. Có ward ở đây, có ward ở đây nhưng mà Stormtrooper đứng ngay trong phần cốt side này. Bowling ảo đấy nữa thì GG trong cái đó đây. Focus chết Doom rồi.
và một pha stun được hai Robin phía của Noteo. Noteo cắm cọc ra nhưng mà stun đẹp từ bên phía của Rila, à con Aki, nhưng mà vẫn lên bảng điểm số có lại cho ERA. Tiếp tục Focus được Bulldog. Cái Dota Cinema xem rất hay nhưng mà mỗi tội là 2-3 ngày mới có một kèo. Và sắp tới thì có một kèo của Na'Vi và Lion thì phải. Úp sọ đầu của Fly, họ đang cố gắng Poker Fly. Giết chết được Fly rồi, trong đó Lola tiếp tục bật BKB lên. Bây giờ có bát không có BKB. Lai 1-3 bật BKB Sida từ phía Lola. Anh rất vội vàng. Không ai Poker vào anh ấy cả nhưng mà anh vẫn bật BKB. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Nó đang cố gắng focus và Honey. Ulti từ phía IZM, focus và Honey, Honey lên mảng điểm số. Trong khi đó thì có bác ngược lại, Noteo stun được 2 hero. ERA, ERA đang bắn Aki ở biển godline. Tiếp tục đuổi theo IZM. ERA có tốc độ chạy cực kỳ nhanh nhưng bây giờ không đuổi nữa. Team của Fnatic sẽ tiếp tục về hoặc là họ tiếp tục về farm. ERA bây giờ lên tiếp cho mình cái Satanic sẽ hợp lý khi mà bên phía ở đây có một cái combat cực kỳ mạnh. Và cái Sunnick sẽ tăng máu cho Luna và cả khả năng hồi máu khi bật Sunnick lên rất nhiều. Oh, look at it go. Doom bây giờ vẫn chưa lên thêm được đồ, anh cần BKB. Doom hơi ổ báo và anh chết hai quả hơi Sida. Doom là người tank khỏe nhất bên phía của team Fnatic và anh cũng là người farm tốt, một trong người farm tốt nhất bên phía Fnatic. Doom hay chết hai combat Sida rồi, toàn lao lên và chết trước. Doom không phải quá khỏe với 2k1 máu và với 18 giáp. Bên phía của team là thiên về đam bằng phép hơn, đam tay của họ không quá nhiều. Smoke, Blink focus vào Loda. Bây giờ thì Loda BKB lên và được vào cover từ phía đồng đội. Họ stun được hai hero, không stun được cả ERA luôn. Bây giờ thì focus vào Loda đang bị stun đây. Bây giờ thì Sen King lên bản số với một chém và một bắn của ERA, thêm cái level death đầu. Noteo đang cố gắng lên cho mình gậy xanh. 10k XP và 10k gold nghiêng về phía Fnatic. Kèo này nó khá khó cho Lion rồi. Radiant's middle tower is under attack. Bế trụ thôi. Radiant's structures are fortified. They must have seen dark clouds on the horizon. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has been denied. Storm Spirit đang cố gắng lên cho mình cái Lincoln hoặc là cái gậy hack. Gậy hack sẽ tốt cho S4 nhưng mà anh có thể bay vào focus thẳng vào ERA, cho ERA chưa kịp bật BKB lên thì focus chết. Còn liệu thành công không mà team của phân tích đang ăn Roshan. Thằng Doom đã có cái club 1k và có thể ăn, anh có thể ăn thêm nhiều creep để có thể lên cho mình thêm đồ S4 đa máu. What the hell. Easy kill bên phía Fnatic. Em muốn buyback được anh muốn buyback lại. Buyback lại để làm gì đây? Buyback lại để fit thêm chăng? Đánh cá fail từ phía S4 anh quá hổ báo, giống kiểu Doom cầm được cầm bởi Trixie vậy. Lao lên trong combat mà không biết ngày mai là gì, lao vào trong kết luôn. The Dire's poor top tower. Nó Luna của ERA lên Aya Sakari chứ không phải là cái Satanic. Với Aya Sakari thì Luna của ERA sẽ có khả năng bắn slow với cả lượng máu trâu cộng thêm cái lượng mana cực kỳ nhiều và dùng cái kiểu không bao giờ hết vậy. Item mà UI 2k cực kỳ thích
King of Slow AoE 2000 với những cái item slow cực kỳ khủng khiếp. Và anh lên cho Luna cái Isaac đi. À, bây giờ thì Luna cầm Isaac đi cực kỳ mạnh, vừa đang bắn slow và cái lượng máu trâu. Bây giờ thì hook vào đầu của Bulldog, trong cái đó Nô Tail BKB lên quẩy từ phía của Nô Tail. Trong cái đó thì ở đây S4 hết mana rồi, xong rồi S4 chết lần nữa rồi. Này thì vài bách tiếp tục gọn lại từ phía của Luna. Era đã có 12 mạng và anh chết 1 mạng. Doom của Chixi tiếp tục lay lên phía của team Lion. Quay lại Anderson please. Đó thì ở đây Aki tung một Luna Brave và giết chết được con hàng Doom của Chixi ảo tưởng sức mạnh. Doom của Chixi không có BKB nhưng mà anh rất ảo tưởng sức mạnh đối đầu với cả Hot Girl bự bên phía của team Lion, đó chính là Lina của Aki. Ăn ngay Luna Brave vào đầu và lên bảng. Luna Brave mắc đen. Và cái này bây giờ thì nó đã cái Luna Brave này nó đã có tới 925 dam rồi. À không, nhầm. 675 dam. Cực kỳ mạnh vào đầu. The direst elements are pelting Radiant's bottom tower. Radiant's bottom tower is under attack. Ở hết S4 thì đến Doom của Chixi hiến máu nhân đạo. Nào có 3 mà chết thôi. Mắc độ khó hiểu. Cả hai hero đều là hai hero farm top bên phía của hai team. Bằng Doom thì farm nhì và bên phía của Alliance thì S4 cũng farm nhì. S4 thì là một trong những hero cơ động mà khó chết, nhưng mà anh em thường là anh em thằng chết nhiều nhất. 9 mạng. Hơn hẳn Ezreal cầm một support, đó chính là Sand King. Trong cái đó Doom của Chixi. Doom Chixi chết tới 4 mạng và anh ấy kém so với cả Fly khá là nhiều. Nhưng mà Doom của Chixi anh là một con tanh rất trâu. Nhưng mà anh thường lao vào combat với cái khả năng 1v5 của mình và anh chết. Đang bị bên phía Glenn Fokker đến sấp mặt, không thể tấn công được. 1v5 cứ lao lên thôi, không biết ngày mai như thế nào cả. Nhưng mà biết bây giờ thì 1v5 mình có thể đang Doom một ai đó, sau đó thì lên bảng. Dire's top tower is under attack. Storm có cái trụ rồi, trụ này không bị đi ngay bên phía của team Lion. Có trụ. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower has fallen. We all saw it coming. Đi nhau P trụ lên tiếp tục chơi trò P trụ của mình. Trong khi đó thì Fnatic đang P ở dưới, nhưng mà Era còn đang P trụ nhanh hơn so với cả team của Lion khá là nhiều. Khi mà cái trụ vỡ xuống, khi mà cái trụ vỡ thì Luna còn đang P trụ tốt hơn. Nhưng bây giờ thì có cái Fortify bên phía của Lion. Đẹp. Luna bị băng. Trong khi đó thì Note ulti lên từ phía Note, Doom vào đầu từ phía của Bulldog. Bulldog em chặn đầu luôn. Bây giờ Hydro lên bảng điểm số. Trong đó thì Luna bật BKB lên và anh phải chạy. Giết chết được cả Aki rồi. Luna đang phải chạy. Luna không thể làm gì được cả. Era bắn slow 35% cực kỳ thấm. Cái slow của Isaac đi tới 35% Mover speed và attack speed. Freaky không thể làm gì chống chọi lại được cả. Không thể P được trụ. Đó không phá được cái rack. Còn bây giờ thì bên phía của team ở đây sẽ hứng chịu lượt P bên phía của Fnatic. 15k gold và 15k XP cho team của Lion rồi. À, cho nghiêm phía team Fnatic. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower. Giờ này các bạn đã nhìn vào cái team nào mà có khả năng chơi đa dạng hơn ý, của bạn bet thôi. Bởi vì kèo này thỉnh thoảng của Radum kiểu súng các kiểu thì không đỡ đâu. Nếu mà Radum ra xe thì có lẽ là lên sẽ thắng. Trong khi đó thì Chixi lay vào đầu của EZM. GG rồi. Mình có bật chat của game đã thấy GG.
re re từ phía của EGM và Aki. Chúng ta đến với game 2 thôi, game 1 phân tích là người chiến thắng.